Đến ăn trưa tại nhà bữa trưa vui vẻ ngày hôm nay là một hội anh em. Minh Tít, tên thật là Nguyễn Quang Minh, được các khán giả yêu mến bởi lối diễn thông minh, dí dỏm trong những clip hài hước vui nhộn của Kem Xôi, Loa Phường hay một số bộ phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Sát Thủ Online, Những Cánh Hoa Trước Gió. Hồng Anh Kichi, cô nàng diễn viên tay ngang vô cùng xinh đẹp được biết tới là một người mẫu ảnh với thân hình nóng bỏng và gương mặt khả ái. Nhưng thời gian trở lại đây, cô bắt đầu xuất hiện ở rất nhiều các bộ phim sitcom như Kem Xôi, Mì Gõ và nhận được sự yêu mến của khán giả. Chắc chắn đây sẽ là một nhân tố đầy tiềm năng của phim ảnh Việt. Dương Long, một gương mặt hoàn toàn mới trong làm phim Việt. Đây sẽ là một ẩn số thú vị đem lại nhiều điều bất ngờ cho khán giả trẻ. Hãy cùng xem hội anh em này mang tới điều gì hấp dẫn trong bữa trưa vui vẻ ngày hôm nay. Tao biết rồi đấy, tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà hậu đậu thế này, tao toành quá gì. Đòi lại món nợ mà thằng Nghị với chúng mày đã gây ra cho gia đình của tao. Trong thời buổi này, nếu như bạn không muốn mình bị kích thích bởi những hình ảnh sexy, có lẽ là rất khó khăn, trừ khi bạn không phải là đàn ông. Quả này không cứu vãn, có liên quan tới gái. Và đến cuối cùng, anh cũng không bao giờ hiểu như thế nào là tình yêu đích thực đâu.